Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần khay SIM của điện thoại MobiStar Line Jamboji, được thiết kế hàn chiết trên bên này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần khay SIM của MobiStar Line Jamboji không nhận SIM, nhận chập chờn cũng được lúc không, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp.vn hoặc liên hệ 024 66 75099. Hiện nay Di Động Cao Cấp.vn đang địa chỉ cung cấp tất cả các linh kiện của điện thoại MobiStar Line Jamboji nói chung và phần khay SIM của MobiStar Line Jamboji nói riêng, phụ quý hàng khi cần. Phần khay SIM này rất là khó hỏng, nhưng khi chúng ta dùng sai SIM, chúng ta đút vào và kéo ra làm cái lấy đồng, ba tiết đồng này gãy lỗi làm cho máy không nhận SIM. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng có thể liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn thêm quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đã được triển khai tại Di Động Cao Cấp.vn.